Note 20 Ultra và S21 Ultra, đây là hai con máy ở cái thời điểm mà nó ra mắt á, mình đã khuyên nếu như anh em đang sử dụng Note 20 Ultra thì không nên nâng lên S21 Ultra. Còn ngược lại, nếu như anh em đang phân vân giữa Note 20 Ultra và S21 Ultra thì anh em vẫn hoàn toàn có thể mua Note 20 Ultra để rẻ hơn. Nhưng nếu như ở thời điểm hiện tại nhìn vào mức giá của hai con này thì Note 20 Ultra đang cúp mức giá ngang bằng với S21 Ultra. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được cái sự chênh lệch nhau về cả trang bị lẫn những cái trải nghiệm sử dụng. Hãy cùng mình chia sẻ trong video ngày hôm nay để xem thời điểm này chúng ta nên chọn Note 21 Ultra hay là S21 Ultra nhá. Và chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên để lại một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Đầu tiên, hãy nhìn vào mức giá của hai con máy này đi. Cả hai chiếc máy hiện tại đều đang nằm ở phân khúc tầm giá loanh quanh 10 triệu đồng một thôi. Có con nhỉnh hơn tí hoặc là có con thấp hơn một tí tùy theo từng phiên bản mà các bạn lựa chọn. Nhưng nó sẽ chỉ chênh nhau, nếu cùng phiên bản nhá, sẽ chỉ chênh nhau khoảng tầm 200-300 nghìn, một số tiền không đáng kể. Nhưng nếu như ở thời điểm hiện tại các bạn đang cần một chiếc máy ngon, tốt và có hỗ trợ S-Band thì mình mạnh dạn recommend các bạn hãy lựa chọn S21 Ultra đi. Tại sao? S21 Ultra đâu hỗ trợ S-Band đâu, đúng không? Các bạn sai rồi. S21 Ultra có hỗ trợ S-Band. Nếu như các bạn dùng những cái bút S-Band dành riêng cho nó, hoặc là những cái bút S-Band của Note 10 hay Note 20 Ultra dí vào cái màn hình của S21 á, thì nó vẫn nhận và nó có đầy đủ các tính năng của S-Band Action. Nói chung là các bạn dùng S-Band của bất kỳ con Note nào dí vào màn hình của S21 Ultra thì nó đều nhận. Nên đây là vấn đề mà các bạn không cần phải suy nghĩ. Thế còn những cái trang bị khác thì sao? Ok, màn hình Note 20 Ultra sẽ hỗ trợ chúng ta công nghệ màn hình Dynamic AMOLED 2X. Độ phân giải Quad HD Plus và cái tần số quét cao nhất mà máy này nhận thì cũng sẽ là 120Hz. Nhưng các bạn lưu ý, đấy là với màn hình của Note 20 Ultra thì nó sẽ chỉ nhận 120Hz khi mà các bạn hạ độ phân giải xuống là Full HD mà thôi. Còn nếu như các bạn để ở 2K thì cái tần số quét này nó sẽ bị hạ xuống là 60Hz. Như vậy thì các bạn muốn nét thì chỉ có tần số quét thấp, mà các bạn muốn có tần số quét cao thì các bạn phải hạ độ phân giải. Đó. Thế nên đây sẽ là một cái thứ mà các bạn cần phải đánh đổi. Trong khi đó với S21 Ultra các bạn sẽ không cần phải đánh đổi bất kỳ điều gì. Vẫn là màn hình Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải Quad HD Plus, tức là tất cả những cái trải nghiệm về màu sắc này kia, tương phản hay là độ sáng thì nó đều tương đương với Note 20, thậm chí về cái độ sáng của nó còn nhỉnh hơn. Nhưng quan trọng đấy là với màn hình của Galaxy S21 Ultra, chúng ta sẽ có được tần số quét cao 120Hz hoạt động trên chính độ phân giải là 2K. Nên các bạn vừa có nét nhất, các bạn vừa có mượt nhất. Đây đã là cái trải nghiệm đầu tiên mà chúng ta thấy nó nhỉnh hơn Note 20 Ultra ở tầm giá này. Thế tiếp theo đó là với Galaxy S21 Ultra, chúng ta sẽ có cấu hình tốt hơn so với Note 20 Ultra. Có thể thì các bạn sẽ bảo là con 888 nó bị quá nhiệt, nó bị nọ, nó bị kia. Nhưng chúng ta vẫn phải đồng ý với nhau một điều, đây là con 888 cho hiệu năng tốt hơn so với Snapdragon 865 ở thời điểm hiện tại. Khi mà có quá nhiều những ứng dụng game nó cập nhật hình ảnh, nó cập nhật hiệu ứng và làm cho con 865 cũng đã có phần bị đuối, thì 888 nó lại tỏ ra nhỉnh hơn nếu như các bạn xử lý nhiệt độ được trên con 888 này. Cách đơn giản nhất đó là các bạn chơi game với sau lạnh chẳng hạn, thì nó cũng là một cái giải pháp để giúp cho S21 Ultra có thể tối ưu hóa hiệu năng, từ đó thì mang lại cho các bạn những trải nghiệm chơi game là tốt nhất. Còn về cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì cả hai con máy này đều là One UI, đều có bộ nhớ RAM là 12GB cho những phiên bản sách tay như thế này, và đều có bộ nhớ trong để tương đương như nhau. Thì các bạn cứ hiểu con nào có chip xịn hơn, có chip khỏe hơn, có chip đời mới hơn thì trải nghiệm của nó chắc chắn sẽ là ngon hơn, khỏi cần phải nghĩ rồi. S21 Ultra sẽ tốt hơn ở hiệu năng dù cho các bạn có làm bất kỳ điều gì đi chăng nữa. Nhưng nói đến đây thì chúng ta cũng sẽ cần phải nói lại một vấn đề, đấy là với Note 20 Ultra, dù gì đi nữa thì đây cũng là một con máy Note, nên cái tính năng với S-Band của nó cũng sẽ nhỉnh hơn so với việc là một cái S-Band sử dụng chung được cho con S21 Ultra. Bởi vì khi mà chúng ta dùng S-Band cho S21 Ultra, nó sẽ chỉ nhận được những cái action ở trên màn hình mà các bạn thực hiện trực tiếp mà thôi, chứ nó lại sẽ không nhận được những cái thao tác không dây như thế này. Ví dụ như các bạn muốn trình chiếu, các bạn muốn qua bài, các bạn muốn sử dụng S-Band làm một cái trigger chụp ảnh, thì con S21 Ultra nó sẽ không làm được, mà nó sẽ chỉ thực hiện được trên những chiếc máy thuần Note mà thôi. Hay là sau này đến tận S22 hay là S23, khi mà nó có S-Band tích hợp ở bên trong thân máy á, thì lúc đó những con máy dòng S mới làm được những cái điều giống tương tự như trên dòng Note. Nên các bạn cũng cần phải lưu ý nhá, nếu như mà công việc của các bạn rất rất cần thiết, bắt buộc là phải có S-Band nằm trong máy để thực hiện được những cái thao tác không dây như thế này, thì chúng ta mới có lý do để lựa chọn Note 20 Ultra mà thôi.
Tới với camera đi, thì thông số camera của hai con máy này đều khá giống nhau từ camera chính Ultra Wide. Nhờ chúng ta sẽ có cam chính là 108 megapixel. Nó chỉ khác nhiều ở cái phần camera zoom mà thôi, bởi vì cả hai con máy này đều có camera zoom siêu zoom. Nhưng mà con Note 20 Ultra sẽ chỉ cho các bạn zoom lên tới 50x, trong khi đó thì S21 Ultra sẽ cho zoom lên tới là 100x. Và con S21 Ultra sẽ có thêm một camera tele nữa với giải tiêu cự 3x cũng là 10 megapixel, giúp cho các bạn có thể zoom ở một cái tiêu cự gần hơn so với cái con Note 20 Ultra. Bức ảnh chụp ra từ camera 108 megapixel trên hai con máy này chụp ra thì chúng ta sẽ thấy là nó không khác biệt nhau quá nhiều. Chủ yếu là camera trên S21 Ultra nó sẽ mang lại một cái màu nó tươi hơn một tí và nó sẽ tối ưu hóa lại chi tiết một tí. Còn lại nó sẽ khác biệt nhau nhất khi mà các bạn vác ra và chúng ta đọ về cái khả năng zoom không gian. Đấy. Ở cùng một giải tiêu cự là 30x hay là 50x thì các bạn sẽ thấy là cái chi tiết bức ảnh chụp trên con Galaxy S21 Ultra nó được bù lại một cách tốt hơn, nó mịn hơn và nó ít kiểu bị mất chi tiết hơn. Nói chung cái bức ảnh mà zoom ở tiêu cự xa ra từ con S21 Ultra là nó nhỉnh hơn hoàn toàn so với con Note 20 Ultra. Đấy, nói thế cho nó nhanh. Còn về khả năng quay video trên hai con máy này thì nó cũng sẽ tương tự như nhau mà thôi, không khác biệt. Cuối cùng là về pin thì trên cả hai con máy này hiện tại nó đều là những chiếc máy cũ và cái pin của nó đều có những cái độ chai khác nhau nên là mình cũng không thể nào mà nói được một cách chính xác. Nhưng trên hai con máy mà mình đang có ở đây thì mình đang cảm thấy là con S21 Ultra cho mình một khoảng thời gian on screen nhỉnh hơn một chút. Nó nhỉnh hơn khoảng tầm 45 phút so với con Note 20 Ultra này. Nên cái này thì nó sẽ là vấn đề mà anh em phải lựa chọn máy và nó sẽ phụ thuộc theo độ chai pin của tùy từng con mà thôi. Chứ nói chính xác thì chúng ta sẽ phải nói về cái pin sử dụng trên những con máy mới, còn với máy cũ như thế này nói một đằng rồi các bạn đi mua thì nó cũng sẽ về một nẻo, nên là mình xin phép không nói quá nhiều về cái phần pin sử dụng thực tế trên hai con này. Nhưng mà nhìn chung thì nếu như các bạn dùng nhẹ nhàng thì một ngày nó vẫn đủ ổn, đôi khi thì chúng ta vẫn sẽ phải sang nhồi mà thôi, máy Android mà. Tóm lại thì với sự lựa chọn ở mức tầm giá 10 triệu giữa S21 Ultra và Note 20 Ultra thì thực sự mình vẫn nghiêng nhiều hơn về con Galaxy S21 Ultra. Và không biết là anh em thấy thế nào về hai con máy này, hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần của video. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn click đừng quên là một like, share và bấm subscribe YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.